Chị xin kính chào quý vị, kính mời quý vị theo dõi bài viết của tác giả Nguyễn Hưng Quốc ở Úc Châu, truyện cổ tích Việt Nam đối với giáo dục hiện nay. Tôi đang dạy khóa đào tạo giáo viên tiếng Việt tại tiểu bang Victoria, nước Úc. Tối qua trong lúc thảo luận, nhiều giáo viên kể một câu chuyện rất thú vị. Nhiều học sinh không thích các câu chuyện cổ tích Việt Nam. Đọc chuyện tấm cám chẳng hạn thì các em chê tấm độc ác khi trả thù cám và mẹ cám. Đọc chuyện chú cụi thì các em chê chú cụi dã man khi giết các con cặp con vô tội và vô hại. Còn đọc chuyện Lưu Bình Dương Lễ, các em lại chê việc đem vợ mình đi giúp bạn, đó là coi thường phụ nữ, vân vân và vân vân. Cách đây hơn 10 năm, trên blog của tôi, ở trên đài tiếng nói Hoa Kỳ VOA, tôi có viết về những cái ác trong chuyện cổ tích Việt Nam. Ở thời điểm đó, nhiều người khen bài viết đưa ra một cái nhìn mới mẻ. Bây giờ, bất ngờ tôi biết ngay cả trẻ em Việt Nam tại Úc cũng thấy những điều đó bởi vậy, tôi nghĩ những người viết sách giáo khoa cho học sinh tiếng Việt cần phải cẩn thận khi sử dụng các truyện cổ tích. Thời đại thay đổi, cách nhìn của con người cũng đổi khác. Và tôi xin post lại bài viết này kể về những cái ác trong truyện cổ tích Việt Nam như một kỷ niệm cho những bạn chưa đọc. Cách đây mười mấy năm, Viện trưởng Viện Đại học nơi tôi dạy được mời phát biểu trong một buổi lễ mừng Tết Trung Thu do cộng đồng người Việt tổ chức tại Melbourne. Ông nghe nói là dưới mắt người Việt, trên mặt trăng có hình ảnh một bóng cây và liên quan đến bóng cây ấy, người Việt có một câu chuyện cổ tích hay lắm. Ông muốn nhắc lại câu chuyện ấy để chứng tỏ sự am hiểu, đồng cảm và ngưỡng mộ của một người Úc đối với nền văn hóa dân gian Việt Nam. Ông nhờ tôi tóm tắt câu chuyện. Nghe tôi kể xong, ông nói ngay: "Wow, sao ghê quá vậy? Chuyện như vậy làm sao mà kể cho trẻ em nghe được?" Quý vị có nhớ câu chuyện cổ tích thằng cuội ngồi gốc cây đa hay không? Truyện đại khái như thế này, ngày xưa có một người tiểu phu tên là Cụi, một hôm vào rừng đốn củi, Cụi thấy bốn con cọp con đang đùa giỡn với nhau. Cụi bèn vung rìu lên, nhắm thẳng đầu các con cọp con ấy bổ xuống, cả bốn con cọp con đều bị vỡ sọ chết tốt. Lúc ấy, con cọp mẹ về tới, Cụi vội vàng leo lên cây nắp nhìn đàn con chết thảm, cọp mẹ gầm lên một cách đau đớn. Một lát sau, nó đến gốc cây gần đó, đớp lấy một ít lá nhai rồi nhả vào miệng của mấy con cọp con. Kỳ lạ thay, vài phút sau các con cọp con hồi tỉnh, ngồi dậy, vẫy đuôi và nhảy tung tăng tung tăng như không có chuyện gì xảy ra cả. Chờ đến lúc bầy cọp đi xa, cụi tụt xuống, đào gốc cây, mang về nhà. Giữa đường, gặp một ông lão ăn mày đang nằm chết. Cụi bức vài lá nhai rồi mớm vào miệng ông lão. Một lát sau, ông sống dậy. Ông mừng rỡ báo cho cụi biết cái cây ấy chính là cây cải tử hoàn sinh. Ông dặn cụi là nên trồng ở trong nhà để cứu nhân độ thế. Rồi ông dặn do thêm, nhớ đừng bao giờ tưới nước bẩn vào gốc của nó. Gặp nước bẩn nó sẽ bay lên trời. Về đến nhà, cụi trồng cây ở góc phía đông trong vườn. hàng ngày dùng nước giếng để tưới. Cây lớn nhanh như thổi. Một lần lội qua sông, cụi gặp một con chó chết trôi. Cụi vớt xác nó lên rồi dùng lá cây cứu sống nó. Từ đó con chó quấn quýt bên cụi giống như một người bạn thân thiết. Một lần khác, cụi cứu sống con gái một phú hộ trong làng. Cảm kích, ông phú hộ này gả cô con gái cho cụi. Một số người ghen ghét cụi, thừa lúc chú cụi đi vắng, giết vợ cụi rồi moi ruột vớt xuống sông. Ô, về nhà thấy vợ chết cụi khóc ngất, bao nhiêu lá cây cải tử hoàng sinh cũng đều vô hiệu. Lúc ấy con chó mới xin hiến bộ ruột của nó cho chủ cụi nhét bộ ruột chó vào bụng vợ rồi dùng lá cây đắp lên thế là người vợ sống lại tuy nhiên sau đó tính nết của vợ cụi thay đổi hẳn luôn cô đâm ra lơ đỉnh dặn cái gì cũng quên cụi phải dặn dò vợ liên tục là có đái thì đái bên tây chớ đái bên đông cây dông lên trời vậy mà vợ của cụi cũng không có nhớ luôn một buổi chiều ha lúc cụi vào rừng kiếm củi, vợ cụi ra ngồi tiểu ngay dưới gốc cây gặp nước tiểu, cây rung rinh rồi bật gốc và từ từ bay lên cao. Lúc ấy, cụi cũng vừa về tới nhà, hoảng hốt, chạy nhào đến, ôm ngay gốc cây, dùng hết sức bình sinh để níu cái cây lại. Nhưng mà cái cây vẫn bay lên và bay càng lúc càng cao. Cụi thì vẫn khư khư ôm chặt lấy gốc cây, cho đến khi cây bay tút lên mặt trăng. Từ đó trên mặt trăng mới có hình ảnh chú cụi ngồi góc cây đa. À, quý vị nghĩ xem, một câu chuyện như vậy làm sao có thể kể cho trẻ em nghe được chứ? Dùng rìu đập chết một lần cả bốn con cọp con nghe đã ghê rồi. Cảnh những kẻ thù của cụi giết vợ cụi, rồi mổ bụng, móc hết ruột gan phèo phổi vất xuống sông, ừ, càng ghê rợn hơn nữa. Nhưng nghĩ cho cùng, câu chuyện ấy vẫn chưa có ghê bằng cái chuyện tấm cám, một câu chuyện quen thuộc hơn, được nhiều người kể tới kể lui nhiều lần hơn, thậm chí còn được đưa vào chương trình giáo dục để giảng dạy cho các em nữa. Cấu trúc của câu chuyện cổ tích ấy được xây dựng trên hai trục chính, đố kỵ và thù hận. Bà mẹ ghẻ và cám thì đố kỵ, còn tấm thì thù hận. Nhưng cả ba đều có một đặc điểm giống nhau, đó là ác. Bà mẹ ghẻ và cám thì nhờ tấm leo lên cây cao rồi đốn gốc cây cho tấm ngã chết. Còn tấm hóa thành chim vàng anh, bà và cám liền bắt làm thịt. Tấm hóa thành cây xoan thì bà mẹ ghẻ và cám liền đốn cái cây nhưng mà tấm cũng không có vừa gì ha. Để trả thù, tấm lừa cám tụt xuống hố sâu rồi sai lính dội nước sôi xuống. Dĩ nhiên là cám chết rồi. Nhưng cũng chưa hết, tấm còn lấy xác của cám làm mắm rồi gửi biếu bà dì ghẻ mẹ ruột của cám. Bà tưởng là mắm thật, ăn ngon lanh. Đến lúc gần hết, nhìn xuống đáy vại mắm thì mới thấy cái đầu lâu của con gái mình truyện cổ tích là một phần thậm chí là phần quan trọng của văn hóa dân gian chúng phản ảnh một số đặc điểm trong tính cách và triết lý sống của dân tộc dù hay hay dở chúng cũng đã tồn tại với dân tộc cả hàng ngàn năm nhưng ở đây có hai điều thứ nhất những truyện ấy có nên kể với trẻ em hay không liệu có nên gieo rắc trong tâm hồn non nớt và trong sáng của các em cái thứ văn hóa dựa trên sự đố kỵ và thù hận đến giảm mang như vậy hay không theo hoàng ngọc hiến nhà thơ hoàng cầm có lần nhận xét rằng Cần xem lại việc giảng dạy truyện tấm cám ở nhà trường. Phần kết thúc truyện không thể nào chấp nhận được. Mọi người lại cứ xem hành động trả thù của tấm như là đương nhiên vậy. Hoàng Ngọc Hiến cũng đồng ý, tư tưởng trả thù trong truyện tấm cám chưa thoát khỏi tinh thần của thời giả ma. Trong cái cuốn Văn học và học văn nhà xuất bản Văn học Hà Nội năm 1999, từ cái vấn đề thứ nhất ấy nảy ra cái vấn đề thứ hai liệu chúng ta có nên viết lại ít nhất một số nào đó các câu chuyện cổ tích của việt nam hay không viết lại cho nó nhân đạo hơn và thực sự có ý nghĩa giáo dục hơn